Rể trời ơi! Vợ chồng mâu thuẫn, Nguyễn Bảo Hiếu, 1996, chú huyện Iaka, Đắk Lắk, ăn con từ Đắk Lắk về ở nhờ nhà bố vợ là ông Đào Khắc Quế, 1965, chú xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Tuy nhiên do nợ nần nên lợi dụng lúc ông Quế đi vắng, chàng rể Hiếu đã lấy trộm hơn 87 triệu đồng của gia đình bố vợ. Nhận được tin báo, công an xã Lưu Vĩnh Sơn khẩn trương điều tra, nhanh chóng xác định thủ phạm là Nguyễn Bảo Hiếu. Chiều ngày 20 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Hiếu về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ tang vật hơn 87 triệu đồng.